Mùa thu cũng rất là rạo rực để mà bước chân vào, để cùng giao thoa với mùa hạ của chúng ta, để tạo nên những cái cảm xúc trong những ca khúc của quý vị. Và Khắc Hà xin được chào đón tất cả quý vị trên sân khấu này với tất cả trái tim, bằng những ca khúc của quý vị, bằng những cảm xúc trái tim rất là thật của tất cả quý vị. Và Khắc Hà xin được chào đón tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay. Một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Một Cõi Tình Phai. Mùa thu về đây, mùa phun bay, ước vai em gầy. Mùa thu về đây, riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu ba gì, có ai đi trong nắng vàng, vòng tay mênh mang, bước chân đã nghe buồn hoang. Vườn xưa còn đây, sao bờ vai nhớ thương với đời. Người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên, có ai đón đưa lối về? Thoáng nghe tiếng mưa náo nức.
cảm ơn những cành hoa và những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Và bây giờ em xin mời chủ nhân của ca khúc Ru Đời Đi nhé. Em xin mời anh lên sân khấu để giao lưu cùng với tất cả quý vị. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.